Trời đất ơi, cái cuốn sách về yoga nó hay dữ vậy trời. Vậy mà bấy lâu nay mình đâu có biết đâu ta. Ôi ơi, tập yoga là để bảo vệ sức khỏe, mà mình phải sống trường thọ nữa, khỏe mạnh nữa. Bây giờ mình phải bắt nhà này tập yoga mới được. Thằng Hoàng thì lớn tuổi rồi, cần phải dẻo dai, phải có vợ trẻ. Còn thằng Thượng chưa bao giờ thấy nó đi tập thể dục thể thao. Còn hai con nhỏ bầu này nữa, không có đi đâu hết. Kỳ này mình phải căng lên mới được. Bé ơi, Hà ơi, xuống đây có chuyện gấp. Con là nói Ừ, ở đây. Bầu bì nó kêu quá. Ra có chuyện gì cho con bầu đây dạ nè. không, bác không cần phải nói, con biết má muốn gì rồi. Muốn gì? Ý là má dặn dò con ăn cho no bụng xong uống thuốc bổ đúng không? Con làm xong hết rồi. Tốt. Dạ, còn con thì nội không cần dặn, con cũng ăn no bụng rồi nội. Là có chuyện quan trọng, rất là nghiêm trọng, muốn nói cho mọi người, liên quan đến vấn đề sức khỏe của các thành viên trong ngôi nhà này. Nữa nghiêm trọng nữa, thiệt luôn á nội, suốt ngày nội cứ nói chuyện nghiêm trọng. Con nhớ đợt trước là nội đã đi khám bệnh là nội không có cái gì nghiêm trọng hết, mà cái vấn đề nghiêm trọng của nội là lúc nào nội cũng nghĩ có chuyện nghiêm trọng, mà nội nghiêm trọng như vậy hoài là con sẽ bị giật mình. Mình là cái đầu không, con nó không có được khỏe đâu nội. Nãy giờ con không nói tiếng nào luôn á, một mình con bé nó nói. Ê nè, má mới đọc một cuốn sách về yoga, nó thấy nó hay quá con ơi. Người ta viết ra cho mọi loại người, mọi đối tượng mà đều nằm trong cái ngôi nhà của mình hết trơn. Hay không? Trời ơi, cái cuốn sách gì mà lạ lùng vậy nội? Viết về mọi người mà lại có mình ở trong cái cuốn sách đó. Thì đúng rồi, làm đã sao? gọi là yoga cho mọi người thì tức là ai đọc vô cũng sẽ thấy mình ở trong đó. Mà gia đình của mình toàn là những con người không à, cho nên đọc vô là thấy mình trong đó là đúng rồi. Con nên nhớ là đây là yoga chứ không phải là đi vô đi ra, hiểu chưa? Dạ con biết yoga mà. Đó, đọc cái này nè để người ta dạy mình cách hít thở, hiểu chưa? Hít thở cho khỏe, cho trường thọ, hiểu không? Nói như là cái sách này nó hơi bị không có được bình thường nó nội, tại vì nếu như mà mình không hít thở thì mình đã chết lâu rồi nội. Ai cũng phải dư. thở. Dạ Trời, như hơi dư đúng con không? Dư nhỏ này nó trẻ người non dạ quá à. Bởi vì con thua nội rồi, con trẻ mà con không chịu đọc sách, nội đọc sách cho nội biết. Đây là người ta tập yoga là người ta tập mình cách hít thở, hít thở bình thường để mà sống, là ai hít thở không được, không thở là chết rồi. Dạ. Nhưng mà cái này hít thở làm sao để mình trường thọ, hít thở cường tráng khỏe mạnh, hiểu chưa? Nè, khỏe mạnh như thế nào, tập yoga như thế nào, là khi á mình có bầu mình đẻ cũng không có đau, khi bị tai nạn cũng không có sao, mà trong cái ngôi nhà này chưa ai làm được. Cái gì ghê trẻ nổi, tai nạn nhưng mà có bồng mà chỉ cần thở thôi là không đau luôn. Thì đó, hay cái chỗ đó. Cuốn sách này giống như là cuốn sách mà trường sinh bất lão gì đó. Bởi vậy má đã quyết định rồi, bắt đầu sáng ngày mai đúng 5:30 sáng là tất cả các thành viên trong gia đình này hãy đi ra ngoài sân vận động, mình hít thở khí trời, hít thở ánh ban mai, nhập vô đây những cái oxy, những cái gì mà tốt nhất á, vì sáng sớm nó rất là thanh tịnh, nó rất là trong lành đó, để cho các con khi đẻ không có đau, hiểu chưa? Ngày mai 5:30 sáng thức dậy. Trời ơi, hôm qua tôi đã thống nhất rồi là 5:30 là phải xuất phát, mà bây giờ 6:30 mà chưa có đứa. Coi coi kìa, trời đất ơi. Tự nhiên sớm quá vậy má, tưởng nhận lời mà tưởng chạy trễ chứ. Trời ơi, con đây kìa, lề mề thấy sợ không? Trong khi bà già bà khỏe khoắn bà tươi tắn, con ơi con tập thể dục phải tập sớm, mình hưởng cái không khí trong lành, ánh nắng ban mai vậy mới tốt cho sức khỏe, hiểu chưa? Trời đất ơi, coi kìa, con buồn ngủ lắm luôn á má ơi. Má nói con nghe, nếu mà hôm qua con chịu ngủ sớm, mình có bầu có bì 8-9 giờ mình ngủ đi, thì 5:00 mình thức dậy, 5:30 mình đi tập thể dục là ok quá rồi. Thức khuya chi cho bây giờ vậy? Con có khuya con làm gì? Rồi thằng Thượng kìa, cái gì mà mắc mở không lên vậy Thượng? Hả? Bà nội ơi,
tập thể dục thì bà nội kêu cho dì Hà với bé tập được rồi. Con đâu có bầu đâu mà phải tập. Nói vậy là sai, sai. Con là thanh niên trai tráng mà coi kìa 30 tuổi mà giờ già chát luôn. Hơn nữa con đi làm công trình, con phải có sức khỏe dẻo dai con mới làm được, con hiểu chưa? Bây giờ không nói nhiều, tất cả ra ngoài sân tập yoga theo mẹ. Đi. Không, không nói nhiều nữa. Không cho nói gì luôn á. Đi theo Hoàng Thái Hậu. Không được nói gì luôn á, bắt đi tập nữa rồi. Trời ơi, con muốn sụm nụ luôn vậy đó. Trời ơi, con đi qua kia. Nè, bây giờ nghe nè. Bây giờ nè, An vậy hết rồi, tôi phân công nghỉ ngơi nè. Bé với Hà bây giờ vô nghỉ đi. Còn em á, xin được nghỉ làm á, thì xin, còn không được á, thì cũng nghỉ luôn đi chứ mệt mỏi đi làm cái gì nữa. Không được. Còn con á, đi mua cà phê uống liền đi chứ ba thấy con nãy giờ ngáp lên ngáp xuống đi công trình làm không được nữa là nguy hiểm chết luôn á. Con rồi. Thở không nổi luôn mà không thể nào nghỉ làm được. Tại vì em tính em dồn phép lại để tới lúc em sanh em mới nghỉ chứ tự nhiên không nghỉ một ngày nó vô duyên gì đâu luôn á. Giờ nghỉ nói gì được, con đói bụng quá nè, để đỡ em vô để kiếm gì ăn coi đó má nó sủa luôn. Nhưng mà chưa có gì ăn hết á. Hả? Ủa? Hả? Hôm nay vậy hồi nãy về xuống bếp là chị không thấy cái gì để ăn luôn hả? Chưa có gì ăn hết. Rồi xong luôn. Tại sao vậy? Trời ơi, rồi bây giờ 1, 2. Trời đất ơi, coi kìa trời ơi, giờ này cũng mắt mở không lên nữa là sao vậy mấy đứa? Là tụi con nhìn tụi con sức khỏe là thua bà già xa. Bà già đã tôi đã nói rồi, bây giờ tập yoga xong mình phải đi vòng vòng. Đó chưa gì tôi đi nãy giờ mà tôi mới về tới, còn tụi nó là chắc là không có đi tập đâu hết. Nên kêu đi đi bộ là bắt đầu từ đó đi về nhà luôn đúng không? Đúng không? Nói sao? Mà ví dụ như nội kêu tập thì tụi con cũng cố gắng đi, nhưng mà nhà cũng phải có gì ăn sáng chứ, này không có gì ăn hết là sức đâu mà tập nội. Nói cho biết, tại vì á đi tập sớm quá, nội chưa có nấu gì ăn hết trơn á. Trời ơi. Vậy bây giờ ăn gì nội? Xin lỗi thay bà bầu. Tại vì bà nội á đọc sách yoga, bà nội thấy tập sức khỏe tốt quá, bà nội lo cái vụ tập, bà nội không có nấu. Tối nay bị thức à, để nấu đồ ăn sẵn đi, vì sáng mai mình đi tập thể dục xong cái về cái có đồ ăn sáng. Mai tập nữa. Phải tập chứ con phải kiên trì đến lúc đẻ luôn. Thôi má, con thấy má nghiên cứu lại cái cách mà mình sinh hoạt chứ tập đi má, chứ giờ tự nhiên thức dậy sớm tập rồi khuya má phải thức má nấu ăn nữa nó phản khoa học lắm. Rồi má con nếu được bỏ bớt khỏi tập cũng được. Trời ơi, làm sao bỏ được con, phải rèn luyện thân thể cường tráng. Má cũng tập, con cũng tập, tập hết gia đình phải tập hết yoga để luyện sức khỏe. Thôi bây giờ con phải đi chạy đi công trình liền nè, hôm nay con đi công trình xa lắm. Trễ giờ con rồi. Ở nhà kiếm gì ăn, mọi người kiếm gì ăn đi nha, em kiếm gì ăn đi nha. Lỡ nó xin lỗi con kiếm gì ăn đi nghe không? Dạ không nghe con. Rồi, dạ. Đi đường cẩn thận nha. Rồi, con đi vô nấu mì gói ăn đi chứ con đói bụng quá rồi. Em bé đói bụng rồi. Ăn mì gói không được ăn mì gói. Chứ bây giờ ăn cái gì mà? Để má tính coi anh nấu cái gì cho tụi con ăn chứ không được ăn mì gói. Mì tôm nóng lắm. Nói em bé đói bụng. Từ 5 giờ rưỡi sáng rồi bây giờ phải ăn đại thôi chứ không là xỉu đó. Sao má chưa vô nấu mì gói à? Trời đất ơi. Má cứ suy nghĩ đi, chừng nào xong rồi má vô ha. Trời ơi, mấy đứa này nó lề mề, nó thua tôi xa luôn. Hồi đó tôi có bầu bì đâu có lề mề như tụi nó đâu. Nè, thông báo khẩn. Bắt đầu ngày mai đúng 5 giờ rưỡi xuất phát tập yoga. Vô con. Trời ơi, cái gì mà dữ vậy? Đâu quá ba, nó đi gì vậy? Nó què một giò rồi. Trời ơi. Trời ơi, đau quá ba. Cứ mạnh dạn để chân lên cái bàn đi. Con má siết chân đau. Trời ơi, đi đứng cái kiểu gì mà kỳ vậy thường? Dạ, con đang chạy xe trên đường nè. Rồi cái tự nhiên gió hiu hiu, con buồn ngủ quá. Mắt con nó díp lại. Tự nhiên cái xe đối diện bóng còi tin làm con nhắm mắt ngủ luôn phải không? Con quýu quá con đâm vô cái cây luôn. Ôi là trời. Vừa mới đi làm lại thôi à, rồi bây giờ tự nhiên là bị té xe vậy nữa. Vậy là cái kiếp xe ôm của anh đó là không bao giờ anh tránh khỏi được rồi. Thôi xe ôm cái gì nữa. Cái xe nát bét rồi à. Con ơi, bây giờ ba của con á là không có được làm kỹ sư gì hết á. Ba của con suốt cuộc đời này chắc làm xe ôm đó con. Cái gì cũng chạy, cũng chạy nổi đâu. Rồi xe đâu mà chạy.
bây giờ nó hên nó giữ được cái mạng là mừng rồi, chạy xước sơ sơ thôi hà, có cái gì đâu mà làm rùm beng lên hết rồi. Em tức quá. Anh phải nói với má đi. Nói với má làm sao đó chứ, cái gì đâu mà tập yoga mới có một ngày thôi mà em thì bị đi làm trễ nè ha, rồi còn chưa kể là em với bé là không có đồ ăn sáng luôn, sáng rồi bị đói đó, rồi thằng này thì ngủ gục lên gục xuống thì cho tai nạn nè. Khỏi nói đi, chắc biết rồi, nằm thóc thúc thích cái chợ kìa, không dám đối diện sự thật, xót cháu rồi sợ xuống đây là gia đình là chỉ trích, đợi ngày mai đi nói, bây giờ lo là lo cho cái thằng này. Vô bệnh viện cơ chụp coi có gãy xương gì không chứ. Đúng rồi nha. Đi 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 đi. Ủa má dậy trước con luôn hả? Nay cố tình dậy sớm lắm mà má vẫn dậy trước. Đi đi má, đi 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 đi, mình vô ga cái má. Thôi má không tập đâu. Sao vậy? Mình lớn tuổi rồi, mình phải tập thể dục cho mình có sức khỏe rồi mình mới có thể minh mẫn, mình vui vẻ cả ngày má. Mấy đứa nhỏ còn ngủ hả? Còn ngủ, kệ kệ kệ, má đừng bận tâm. Có con vậy đi tập với má được rồi. Nè, cái vụ vừa qua là nói biết sao không, má đọc sách má thấy là từ già cho tới trẻ người nào cũng phải thể dục thể thao thì mới rèn luyện được sức khỏe tốt cả bà bầu đó con, cho nên má mới ép mấy đứa con mấy đứa cháu đi tập, nhưng mà má đâu có ngờ sự việc xảy ra như vậy đâu. Má đừng có buồn, má đừng có lo, cái sự việc đó xảy ra là ngoài ý muốn, không có ai mà con không có trách má hả? Không có trách đâu, thật ra là bây giờ nè má đừng có bận tâm tới mấy người đó nữa. Bây giờ con đại diện cho nguyên một nhà đi tập thể dục với má. Thấy gì con tập 1, bây giờ con tập tới 3, 4 luôn. Má ra bài nào khó là con tập hết nha. Thấy thằng Thượng bị tai nạn vậy thì má nói một phần lỗi là do má đó con à. Con đã nói là quên đi, đừng có nhắc tới nữa, má cứ nhắc hoài. Cái lỗi này nhiều khi cũng tại nó. Nó lớn rồi nó không cẩn thận. Buồn ngủ thì tấp xe vô lề ngủ chứ mắc mới gì, đang chạy xe cái buồn ngủ cái nhắm mắt ngủ để cho người ta đụng té. Hoặc là mình cứ uống cà phê cho nó tỉnh táo phải không? Đúng rồi, đâu phải mình bị tai nạn mình đổ thừa cái này cái nọ được. Vậy đó hả? Dạ. Nó phải lỗi của má đúng không? Phải lỗi của má, cho nên là má cứ yên tâm đi nha. Kể từ giờ phút này trở đi, ai tập được tập, không tập được thì thôi. Mà ai không tập thì con tập luôn phần của người đó. Nhưng mà đi giờ cũng không được đó, má phải vô nấu sẵn đồ ăn để tụi nó dậy có đồ ăn sáng tụi nó ăn. Bà phải nấu đồ ăn nữa hả? Cho hai bà bầu. Kệ, giờ này còn sớm lắm. Bây giờ con với má cứ đi ra tập đi. Tập xong cái mình về, cái mình ăn sáng ngoài tiệm, cái mình mua hai ba phần hủ tiếu gì đó về cho mọi người ăn. Vậy hả con? Vậy đi. Sáng sớm nè, hưởng khí trời nè, trong lành, tốt cho sức khỏe lắm con. Đi. Hai bà má con đi. Dạ. Con đang hứng tập lắm à. Trời, đóng cửa lại đi con. Dạ, mình đóng cửa ngoài đi má, không sao, mình tập trước nhà mà.